xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Nhiên Thân. Mình là Trà My. Tối nay thì anh Cường lại đi chơi rồi, không có nhà nên là tiếp tục mình sẽ thay anh Cường lên clip vào tối nay. Và hôm nay chúng ta sẽ lên với quần bò. Và giá của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là giá chiên với mọi người, 200.000 cho một sản phẩm quần bò và vẫn tiếp tục nằm trong kiện mới mở của nhà mình nhá. Và mã của chúng ta có hôm nay sẽ là mã T, từ mã T1 đến T40. Giá sẽ là 200.000 cho một sản phẩm, bao ship, bao check, bao kiểm, bao độ mới và cũng như sẽ bao lỗi cho đến tất cả mọi người. Và mình vẫn sẽ ưu tiên những đơn chuyển khoản trước nhé. Và ngay bây giờ đây, chúng mình bắt đầu luôn với clip của chúng ta tối hôm nay nhé. Và để mọi người không phải chờ đợi lâu với clip của chúng ta vào tối nay nữa thì ngay bây giờ chúng mình bắt đầu luôn với mã đầu tiên mà hiện tại là mình đang có, với mã là mã T1. T1 đầu tiên chúng mình sẽ đến với Giordano, quá quen thuộc với mọi người về thương hiệu này rồi. Đây, Giordano với mã T1 đầu tiên cũng là tem tác phía trong nè mọi người ơi. Rất nhiều tem tác phía trong luôn nha. T1 ạ. Bụng 84, dài 103 và ống chúng ta có sẽ là 18. Bụng 84, dài 103 và ống chúng ta có sẽ là 18. Với mã đầu tiên T1 này mọi người, bụng 84 nhá của Giordano. Mình sẽ cho mọi người xem chi tiết quần luôn. Đây ạ, T1 này. Và mọi người, mình nói luôn là trưa mai chúng mình sẽ có một clip sale áo sơ mi. Chúng mình đã lên quần cho mọi người rồi. Hôm qua tối qua lên quần kaki, hôm nay lên quần bò. Và mai mình sẽ lên mọi người thêm một clip áo sơ mi sale nữa. Mọi người săn đủ combo giúp mình nhá. T2 chúng mình sẽ đến với Internet Low. Con này thì khá là trẻ. Con này khá là trẻ, Internet Low nhá, Premium. Cũng như là tem tác phía trong này đầy đủ này, Force 30 này. Với mã con này sẽ là mã T2, bụng 82, dài 103 và ống 15. Con này sẽ là form ống bó của mình nhá. Đây, bụng 82, dài 103 và ống là 15. Với form con này sẽ là form ống bó bên dưới nha mọi người, không phải là form ống rộng, ống đứng đâu. Sẽ là form kiểu dạng form skinny. Con này sẽ là mã T2 của mình nhá. Mặt sau này, mặt sau sẽ có hình ngôi sao được thêu ở phần túi. Cái này thì con này thì khá là trẻ trung nha mọi người. Cũng như mình sẽ cho mọi người xem luôn phần họa tiết gấu. Phần gấu quần là không sờn, không xước và không rách. Mã T2 nhá, T3. T3 chúng mình sẽ đến với Yangha cây sùa. Con này hình như là của Hàn. Đây, tem tác này. Cũng như là phần tác phía trong đi kèm cũng rất là nhiều luôn. Đây nha mọi người. Cái mã là mã T2. À con này sẽ là T3 nhá. Con này thì kiểu chất liệu vải bò khá là mềm. Bụng 84, dài 98 và ống chúng ta có sẽ là 19 này. Bụng 84, dài 98 và ống chúng ta có sẽ là 19. Con này sẽ là một em bò mềm giúp mình nhá. Mềm, mỏng và nhẹ nhàng. Với mã con này sẽ là mã T3 này. Đây, mặt trước mặt sau. Form khá là basic, màu sắc cũng vậy. Rất là dễ mặc với những form basic và màu sắc như thế này. Con này sẽ là T3 giúp mình nha. Cũng như là phần tem tác phía dưới đây mọi người ơi. À quên, không phải tem tác mà là phần gấu quần. Kiểu lai áo sơ mi áo polo nhiều quá không, cứ nhầm thành tem tác phía dưới. Gấu quần còn nguyên nhá. T4 chúng mình sẽ đến với Diesel. Quá quen thuộc luôn. Diesel thì nhà mình khá là nhiều. Đây, Diesel với mã là mã D4. Bụng 74, dài 100 và ống 16. Bụng này thì hơi nhỏ nha. Bụng 74, dài 100 và ống 16. Ai mặc vừa form này chốt luôn con Diesel này đi. Chất liệu ngon, hãng cũng là một em hãng lớn nữa. Với mã là mã D4. Xanh là xanh đậm. Con này xanh đậm này, màu này rất là dễ mặc luôn. Bụng 74 nhá, con này thì không có độ co giãn nhẹ. Nó có độ co giãn nhẹ nhưng mà không nhiều cho quần đâu. Con này thì độ mới cao, 98%. Cũng như là phần gấu quần mọi người nhìn kỹ giúp mình, check kỹ này. D4 nhá, D5. T5 chúng mình sẽ đến với Gappa. Gappa này mọi người, với mã là mã T5. Đây ạ, Gappa. Bụng 86, dài 91 và ống chúng ta có sẽ là 25. Tem tác đầy đủ. Bụng 86, dài 91 và ống sẽ là 25. Gap 3 nha mọi người. Con này thì nó không hẳn là quần dài. Nó kiểu dạng quần đến bắp chân ấy, quần lừng lừng ấy mọi người. Đây ạ, một em đến từ nhà Gap 3 giúp mình nhá. Con này form ống rộng này, ống đứng này, form cực kỳ thoải mái và form rất là đẹp. Với mã con này sẽ là mã T5 giúp mình. Đến với nhà Gap 3. Đây ạ, cho mọi người xem luôn phần gấu quần phía dưới nha. Đây, mới như thế này. Tiếp T6 chúng mình sẽ đến với C-Boy. Thương hiệu này khá là lạ nha mọi người. Đây, T6 nhá, C-Boy này. 2
300.000 một con quần bao ship với trứng thỏ cầm, một con quần bò này có hơn 100.000. Mà toàn những con quần chính hãng giá ở ngoài store nó sẽ hơn 1 triệu nha mọi người. T6 là C-Boy này, bung 76 dài 106 và ống 20. Đây ạ, ống 20 phong đứng. Bung 76 dài 106 và phần ống chúng ta có sẽ là 20 nha. Và em đến từ Hàn Quốc, Made in Korea. Và form chúng ta có con này sẽ tiếp tục là form ống đứng. Với mã là mã T6 nha mọi người. Con này thì độ mới cao và vẫn tiếp tục sẽ co giãn nhẹ cho mọi người với con này. T6 của mình này, cũng như là phần gấu bên dưới này. Mọi người cứ để ý cái phần số đo vòng bụng của mình ấy thì sẽ ok nhất. T6 nhá, T7 đi. T7 chúng mình sẽ đến với thương hiệu mà nhà mình cầm rất nhiều về tay luôn, Levi. Đây mọi người, một em Levi với mã là mã T7. Và form size con này chúng ta có sẽ là form size 30, Levi 511 ạ. Tem tác phía trong của Levi này mọi người. Bán hàng chính hãng thì không ngại gì cái việc show tem tác như này đâu nhá. T7 này, bụng 82 dài 94 và ống chúng ta có sẽ là 17. Bụng 82 dài 94 và ống là 17 của Levi. Và mã con này sẽ có là mã T7 giúp mình nhá. Levi 511 ạ. Thích Levi chốt luôn con này đi. Bởi vì nhà mình sẽ không còn nhiều Levi nữa để lên đâu, nên mọi người ưng con nào mọi người chốt luôn giúp mình nhá. Con này sẽ là Levi 511 với mã là mã T7. Cũng như là phần gấu phía dưới đây cho mọi người xem. Gấu cũng còn rất là mới. T8 chúng mình sẽ đến với Toffee với form size, con này là form size XS. Toffee form size XS đây mọi người. Toffee này với mã là mã T8. Bụng là 74 dài 97 và ống 20. Đây ạ. Bụng 74 dài 97 và ống chúng ta có sẽ là 20 đến với nhà Toffee. Và mã con này chúng ta có sẽ là mã T8 giúp mình nhá. T8 của Toffee này, màu này cũng khá là dễ mặc, một em màu xanh nhạt. Với mã là mã T8 của Toffee giúp mình này. Lưu ý với mình nhá, ưng con nào nhấc điện thoại lên gọi luôn vào số hotline của mình để đặt hàng. Mọi người đợi đến cuối clip là chắc chắn con này không còn đâu, cũng như là phần gấu quần mọi người nhìn kỹ này, quần nguyên nha. T9 giúp mình ạ. T9 chúng mình sẽ đến với một thương hiệu mà nhà mình cũng cầm với số lượng khá là nhiều, đặc biệt là về áo phao, Bucaro. Đây mọi người, Bucaro với mã là mã T9, mọi người nhìn phần tem tác như này đủ uy tín chưa ạ? À, bụng 86 dài 99 và ống 19, con này sẽ tạo hiệu ứng sức nhẹ cho quần nhé. Con này sẽ sức nhẹ chân quần này, và con này thì cực kỳ bụi bặm ăn chơi. Đây, ai thích con quần này chốt luôn giúp mình với mã con này sẽ là mã T9 nhá. T9 của Bucaro này, bụng là 86 dài 99 và ống chúng ta sẽ có sẽ là 19. Bucaro với mã T9 mặt sau cho mọi người luôn đây, xinh chưa, con này đẹp thật sự luôn đấy, bán có 200.000, rẻ quá. Tiếp T10 chúng mình sẽ đến với Lab Blue. Đây mọi người, Original Blue. Tem tác này. Với mã là mã T10, con này tiếp tục sẽ là bò mềm cho mọi người nha. Bụng 82 dài 98 và ống 16. Bụng 82 dài 98 giúp mình nhá. Và ống chúng ta có sẽ là 16. Và mã con này sẽ có mã T10. Con này sẽ có độ co giãn nhẹ hơn quần giúp mình nhá. Đây T10 này, form basic. Những con này thì khá là basic. Và đặc biệt là nó sẽ là bò mềm, thì mọi người mặc rất là thoải mái giúp mình luôn. Cũng như là phần gấu bên dưới này, mới chưa. Tiếp T11 đi ạ. Ui, con này dày thế. Con này của America Appeals. Với mã là mã T11. Con này khá là dày, cầm cực kỳ dày và nặng luôn mọi người. Bụng 76 dài 102 và ống 16. Con này chất bò khá dày nha mọi người. Bụng 76 dài 102 và ống là 16. Gửi mấy con quần bò này xin đến tay mọi người thật sự luôn, rất là nặng. Nó rất là nặng vì vậy thế là tiền ship cũng khá là cao. Một đơn mà nếu mà tầm 2-3 cái quần bò mọi người xem trên clip này, nó phải rơi vào gặp 50.000, 60.000 tiền ship rồi. Cũng như là tiền đóng gói các thứ đó. Nhà mình mọi người cầm một con quần về tay cũng 100.000 thôi ạ. Con này sẽ là mã T11 nhá. Đây, T11 này. Và con này nói luôn, chất bò dày và khá là nặng đấy. Cũng như là phần gấu quần bên dưới này, T11 này, 18 đi. À 12. Thế rồi, bị loạn số rồi. T12 chúng mình sẽ đến với Get Us. Hôm trước lên quần bò cũng lên khá nhiều thương hiệu này, mà chắc chắn là nó sẽ hết và không còn đâu. T12 nhá, con này cũng sức nhẹ này. Bụng 86 dài 102 và ống chúng ta có sẽ là 18. Bụng 86 dài 102 và ống chúng ta có sẽ là 18. Con này sẽ sức nhẹ trên quần nha. Cái này thì nếu mà các chú vẫn yêu thích cái kiểu sức nhẹ chơi chơi như thế này thì mình nghĩ là nên chốt. Còn những con sức nhẹ thường thì ai mà trẻ trung một chút xíu mặc sẽ ok. Con này sẽ là mã T12, form quần thì cũng rất là đẹp. Những cái con form quần chính hãng ấy,
cầm cực kỳ đẹp luôn. Đây, như này mã T12 giúp mình nhá. Cũng như cho mọi người xem luôn phần gấu quần phía dưới này. Đây ạ, mới chưa mọi người. Độ mới cực kỳ cao, độ mới hầu hết là trên 95% nha. Tiếp 13. T13 chúng mình sẽ đến với Gu Denim Studio của Gu này. Cái mã là T13 này. Con này vẫn tiếp tục. Ôi con này đẹp thế. Con này đẹp dã man luôn đấy mọi người. Bụng 84, dài 98 và ống 16. Đây mọi người ơi. Bụng 84, dài 98 và ống là 16. Con này vào form size nhỏ này. Tuyệt rồi. Con này là form size rất là trung bình, phù hợp với những người Việt Nam mình này. Bụng 84, dài 96 và ống 16. Con này thật sự, chia sẻ thật sự mọi người. Nó đẹp lắm mọi người ơi. Nếu mà mọi người cảm thấy nó đẹp giống mình ấy, mình nghĩ là không nên bỏ qua con này đâu. Con này sẽ là mã T13 với mình nhá, của Gu, sức nhẹ đấy. Mặt trước mặt sau này. Với mã là mã T13. Đây ạ, 14 đi. Gấu quần phía dưới của T13 này. Mới nguyên này. Đẹp thật đấy. 14. T14 chúng mình sẽ đến với CK Jean. Đây. CK với T14, thương hiệu này nhà mình cứ lên bao nhiêu là hết bằng đấy mọi người ơi. Bụng 74 dài 98 và ống 16 nha. Đây ạ. Bụng 74 dài 98 và ống 16, chúng mình sẽ đến với CK. Con này sẽ là bò mềm của CK nha, với mã là mã T14 của mình. Mặt trước mặt sau này, đầy đủ cho mọi người luôn nha. Sẽ T14 ạ, CK. Gấu phiền quần về dưới đây mọi người, rất là mới, không sờn, không rách, không xước một tí nào luôn. 15. T15, chúng mình sẽ đến với Jambengi. Jambeng, nó cũng sẽ là bò mềm thôi. Con này thì lần nào lên quần bò cũng sẽ có thương hiệu này. Với mã là mã T15, bụng 84, dài 102 và ống 18. Bụng 84, dài 102 và ống chúng ta có sẽ là 18, đến với nhà Jambeng nhá. Con này vẫn tiếp tục là bò mềm, form trơn, basic. À, con này bị bẩn một chút xíu rồi. Con này sẽ để giá là 99.000. Cho ai thiện chí, con này bị bẩn một chút xíu ở đây rồi. Cái này sẽ để giá 99.000 nhá. Con này sẽ là mã T15. Mọi người nếu mà chốt con này ấy, thì nốt vào Zalo cho bạn Nhật Anh là mã T15 này có giá 99.000 để bạn ấy lên đơn không bị nhầm cho mọi người nha. 16. T16. Con này tem tác đâu? Nó vẫn có phần tác bên trong đấy, nhưng mà quan trọng là tác của nó thì là full tiếng Hàn mọi người. Đây tem tác đầy đủ. Nhưng mà full tiếng Hàn nên là mình không biết là nó tên là gì. Bụng 80 dài 95 và ống 17 vẫn lên cho mọi người nhá. Bụng 80 dài 95 và ống 17. Màu nó quá đẹp mọi người, không bỏ qua màu này được. Màu này rất đẹp luôn, là màu này cực kỳ dễ mặc, kiểu màu chuẩn, màu denim luôn đấy. Con này sẽ là mã T16 á. T16 của mình, bụng 80, dài 95 và ống chúng ta có sẽ là 17. T16 nhá, 18. À 17. Chết rồi, sao bị loạn đấy nhở. T17 chúng mình sẽ đến với 86 Rush. Chuẩn tên thương hiệu khá là hay. Với mã là mã T17, màu đen. Ôi con này lại đẹp này. Ôi con này đẹp lắm mọi người ơi. Con này kiểu dạng màu đen nhưng mà nó khá là trẻ trung, năng động luôn. Với mã T17, bụng 86, dài 102 và ống 20. Đây ạ. Giờ cho mọi người xem phong quần. Bụng 86, dài 102 và ống chúng ta có sẽ là 20 đây nha. Một em màu đen, và đen nhà mình là đen xì luôn, chứ không phải là màu đen bị bạc bạc đâu, nên là mọi người yên tâm. Đây, con này đẹp, mình bảo đẹp là đẹp, mọi người cứ mua thử về mà xem. Con này sẽ là mã T17 giúp mình nhá. Bụng 86, dài 92, dài 102 và ống sẽ là 20. Rất đẹp luôn nha. Form vừa kiểu con này sẽ là form túi hộp ấy, khá là hay với con này. Tiếp 18. T18 chúng mình sẽ đến với thương hiệu Quốc Dân, lần nào lên cũng có Uniqlo. Với T18 này, Uniqlo, bụng 80, dài 100, ống 17. Đây ạ. Bụng 80, dài 100 và ống 17 Uniqlo, chứ lúc nào nó cũng sẽ có độ co giãn nhẹ cho con quần, nên là mọi người mặc ok, mặc thoải mái giúp mình. Con này bụng 84, dài 100 và ống là 17 nhá, của nhà Anni. Và mã chúng ta có sẽ là mã T18 Uniqlo. Nếu mà mọi người khó chọn quần quá, mọi người cứ chọn form Uniqlo, dễ mặc nhất, basic nhất. Đây cũng như là gấu quần phía dưới này. 19. T19 chúng mình sẽ đến với một thương hiệu của Việt Nam, Gen Việt. Người Việt dùng hàng Việt. Với mã là mã T19. Con này phèm tác xem nào. Con này sẽ là form size 32. Tác của nó bên trong vẫn đầy đủ đấy mọi người. Form size 32 nhá, của Gen Việt. Gen Việt thì dành cho những ai gọi là thật sự kiểu ăn chắc mặc bền. Nó rất là bền luôn mọi người. Con này sẽ là mã T19 nhá. Con này bị xước à? Hay là nó làm vậy?
Con này như nó làm vậy thấy hai bên đều có mọi người ạ. Cái này là do thiết kế quần của nó thôi. Bụng 84 dài 105 và ống 19. Đây mọi người. Bụng 84 dài 105 và ống chúng nó có sẽ là 19 của nhà Gen Việt giúp mình này. Gen Việt thì rất là bền nha, đảm bảo mọi người luôn. 2 3 năm nữa mọi người mặc vẫn còn này vẫn ok. Với mã là mã T19 giúp mình. Nếu mà mọi người làm hướng đến một người mà kiểu bền và chắc, mọi người cứ chọn những thương hiệu của Gen Việt giúp mình này. Với mã T19 Gen Việt, bụng 84 nhá, cũng như là phần gấu quần phía dưới. Ống là chúng ta 19, phần ống đứng. T20. T20 chúng mình sẽ đến với Buy and Buy Denim Original. Đây. Với mã là mã T20, bụng 83, dài 99 và ống 17 này. Bụng 83, dài 99 và ống sẽ là 17. Một em form trơn tiếp tục cho mọi người đây. Và mã con này sẽ là mã T20 giúp mình. T20 form trơn nhá. Mặt trước mặt sau giờ đầy đủ cho mọi người luôn nha. Cũng như là phần gấu quần phía dưới. Đây ạ. Gấu thì rất là mới đây. Tiếp 21. T21. Con này của gì? Con này của Half Case. Đây phần tag nó ở đằng sau này. Nó khắc chữ hơi mờ một chút xíu nên hơi khó đọc. Với mã là mã T21, bụng 86 dài 97 và ống 17, bò mềm tiếp tục cho mọi người này. Bụng 86 dài 97 và ống 17. Con này thì đẹp. Và đặc biệt nó là bò mềm. Mặc thì siêu thoải mái dễ chịu luôn mọi người. Với mã là mã T21 cho mình nhá. Gấu quần luôn này. Trời, màu đẹp thế. Dễ mặc, những cái form này siêu dễ mặc luôn. 22. T22 chúng mình sẽ đến với lại một con của cái gì vậy trời. Đây mọi người ơi, mình cho mọi người xem phần tag nhá. Bởi vì tên tag của nó cứ bị loằng ngoằng như này nên mình hơi khó đọc ấy. Mình vẫn lên cho mọi người những con như thế này nhá. Màu nó khá là đẹp mà. Bụng 78 dài 99 và ống 21 đây ạ. Bụng 78 dài 99 và ống 21 còn lại quần chả bị cái gì cả, chả qua nó vẫn được tem tác đầy đủ đấy. Nhưng mà cái phần chữ của phần tem tác của nó hơi lằng ngoằng nên là mình không đọc được tên nó là cái gì đâu. Đây, con này sẽ là mã T22. T22 giúp mình nhá. Mày vẫn tiếp tục là xanh đậm này. Màu xanh đậm này thì dễ mặc nhất sau màu đen. Trong kiểu quần bò đầy lim ấy thì màu cực kỳ dễ mặc luôn. Với T22 gấu quần phía dưới đây ạ. Đầy đủ hết nha. T22 này, 23. T23 chúng mình sẽ đến với NX Jean. Đây mọi người. Với mã là mã T23, bụng 84 dài 102 và ống 22 nhá. Bụng 184 dài 102 và ống chúng ta có sẽ là 22. Đến với NX này, con này thì form khá là bụi bặm. Khá là bụi bặm với những cái màu như thế này, form thì khá là đẹp rồi. Tiếp tục là bò mềm cho mọi người đấy ạ. Con này sẽ là mã 23. T23 giúp mình nha. Ai mà thích kiểu phong cách bụi bặm một chút xíu, chốt con này luôn đi. Quá đẹp luôn mọi người ạ. T23 giúp mình này. Gấu quần phía dưới luôn này. Đây. Mới chưa? Toán những con độ mới như thế này. 24. T24 chúng mình sẽ đến với Indigo Bank. Indigo này ít khi xuất hiện nhưng mà nhà mình vẫn sẽ có một vài con đấy. Cái mã là mã T24. Con này sẽ là kiểu dạng màu đen. Bụng 86 dài 101 và ống 16. Đây ạ. Bụng 86 dài 101 và ống 16. Con này sẽ co giãn nhẹ cho mọi người nhá. Một em đen trơn, co giãn nhẹ ra mọi người. Đến với Indigo Bank với mã là mã T24. Những con màu đen trơn mà giãn nhẹ ra thì rất là dễ mặc luôn. Kiểu ai cũng có một con trong tủ quần áo của mình luôn đấy. Cũng như là gấu quần phía dưới đây. Với mã là 24, 25. T25 chúng mình sẽ đến với Min Price. Đây, tem tác cũng khá là khó nhìn bởi vì là chữ của nó in là chữ trắng mọi người ơi. Với mã là mã 25, con này sẽ xước nhẹ nha. Bụng 82 dài 88 và ống chúng ta có sẽ là 17. Đây ạ. Bụng 82 dài 88 và ống chúng ta có sẽ là 17, xước nhẹ cho con quần của mình. Đây. Nó sẽ tạo hiệu ứng xước nhẹ nhá. Với mã con này sẽ là mã T25. Và trước mặt sau này, giờ đầy đủ cho mọi người xem này. T25 con này sẽ có độ co giãn nhẹ nhá. Co giãn nhẹ cho con quần. Với T25 gấu quần phía dưới luôn này. Rất mới luôn. T25 nhá. 26. T26 tiếp tục màu một em màu khói khói của Zara đen khói. Với mã là mã T26 form size 28 hàng Made in Việt Nam. Zara này. Với mã là mã T26 nhá. Co giãn nhẹ. Có thường thì Zara sẽ ít khi có quần nào màu đen xì lắm. Thường thì nó sẽ làm cái màu đen kiểu hơi khói khói một chút xíu, giống khá là giống màu Apollo của Lacoste ấy.
Bụng 72 dài 94 và ống 14 form skinny. Bụng 72 dài 94 và ống 14 form ống bó nhá. Nói nhấn mạnh luôn, con này sẽ là form ống bó này, hàng của Zara và có độ co giãn nhẹ cho con quần giúp mình này. Và mã con này chúng ta có sẽ là mã T26 nhá. Đây, T26, hàng của Zara Man. Cũng như là gấu quần phía dưới cho mọi người luôn này. Đây ạ. 26, 27 đi. T27 tiếp tục của em màu đen khói tiếp. Và tiếp tục của hàng của Zara Man. Con này hàng form size 32 và hàng chúng ta có sẽ là Made in 2K. Tem tác phía trong cũng đầy đủ cho mọi người. Với mã con này sẽ là mã T27. Bụng 76 dài 93 và ống 16 vẫn tiếp tục là form ống bó. Bụng 76 dài 93 và ống 16 con này to hơn con lúc nãy một chút xíu, con này size 28. Con này size 32 nha. Và mã con này sẽ là mã T27. T27 giúp mình đây nha mọi người. Co giãn nhẹ, Zara Man thì lúc nào cũng sẽ làm co giãn nhẹ cho mọi người. Cũng như là gấu quần phía dưới này. Tiếp 28. T28 chúng mình sẽ đến với lap. Chúng mình sẽ có một em đến từ nhà lap với T28. Bụng 72 dài 92 và ống 17. Bụng 72 dài 92 và ống 17. Cái này dành cho ai kiểu nhỏ người một chút xíu mặc sẽ ok. Khiếp đùa, con này mình mặc cũng vừa. Phía mắt là mắt T28 nhé. T28 giúp mình vẫn tiếp tục là bò mềm. Bụng 72 dài 92 và ống chúng ta có sẽ là 17. T28 đến với nhà lap. Form trơn nha mọi người, bò mềm form trơn. Gấu quần phía dưới đây, đội mới thì khỏi bàn. Tiếp, 29 đi. T29 chúng mình sẽ đến với Nino Max Jeans. Chắc chắn là mọi người sẽ biết đến Nino Max. Với mã là mã T29. Bụng 76 dài 99, ống 17. Đây ạ. Bụng 76 dài 99 và ống chúng ta có sẽ là 17. Form quần này, màu quần này. Gấu, đây là mặt đằng sau cho mọi người luôn này. T29 vẫn tiếp tục là bò mềm nhá. Bò mềm. Gấu quần phía dưới đây. Form này sẽ là form ống đứng. T29. Đúng không nhỉ? T30 ạ. T30 chúng mình sẽ đến với K300 District. Nhiều thương hiệu hơi lạ với mọi người, kiểu lần đầu lên những cái thương hiệu như thế này ấy, kiện mới về mà. Và mã là mã T30 ạ. Con này ui, con này rách xương to đấy. Con này rách xương khá to luôn mọi người. Con này chắc là dành cho ai kiểu ăn chơi một chút xíu thì ok này. Bụng là 84 dài 102 và ống 16. Đây mọi người. Bụng 84 dài 102 và ống 16. Nhấn mạnh luôn là rách xước khá nhiều. Ai thật sự ăn chơi và thật sự là thích cái form rách xước như thế này thì cũng nên chốt. Và mã con này chúng ta có sẽ là T30 của K300 District nha. Mặt trước mặt sau này, giờ đầy đủ cho mọi người luôn nha. Rách xước rất to nha mọi người. Ai thích cái form rách xước như thế này có thể chốt. Ví dụ như ở nhà mọi người có con trai mà đang trong độ tuổi mà cũng chỉ đang độ tuổi lớn trưởng thành như thế này, thường thì rất là thích những cái form quần như thế này, thì có thể mua cho con trai mình. Con này sẽ là mã T30 nhé. T31 đi. Đây gấu quần này, cho xem con gấu này. 31 Burberry à. T31 chúng mình sẽ đến với Burberry. Burberry bán 200 á. Burberry bán 200 á. Thật à. Đây mọi người, Burberry và giá của chúng ta sẽ có là 200 bao ship cho em Burberry này. T31. Bụng 70 dài 96 ống 15 form nhỏ nha. Bụng 70 dài 96 và ống chúng ta có sẽ là 15 với T31 của nhà Burberry mọi người ơi. Một con duy nhất giá 200 form xước này. Burberry này, mặt trước mặt sau giờ đầy đủ cho mọi người luôn nhá. Với T31 này, T32. T32 chúng mình sẽ đến với CK, tiếp tục CK Jean. T32. Con này bụng 80 dài 100 và ống 18 form trơn nha. Bụng 80 dài 100 và ống 18 tiếp tục quay lại với nhà CK. Như con này thì lúc nào lên, hãng này lúc nào lên, lên bao nhiêu là hết bằng đấy. Với mã là mã T32 giúp mình. Form khá là dễ mặc, con này tiếp tục là bò mềm. Form này thì siêu dễ mặc cho mọi người luôn. Và đặc biệt thì nó là form đứng. Với T32, 33. Con này màu khói, màu xám. Con này của Cardiff Strength Fit. Đây, con này màu cũng khá là ăn chơi đấy mọi người. Với mã là mã T33. Bụng 82 dài 100 và ống 20. Đây ạ. Bụng 82 dài 100 và ống chúng ta có sẽ 20. Con này không phải quần cạp cao, con này sẽ là quần cạp thấp rồi. Con này sẽ là quần cạp thấp nha mọi người, không phải cạp cao đâu, nhấn mạnh luôn. Không là mọi người lại mua về xong lại đổi trả, khá là mất thời gian nhà mình. Bụng 82 dài 100 và ống 20 và nó sẽ là cạp thấp.
với mã là mã T33, màu khói luôn. Đây, T33 nhá. Cũng như là phần gấu quần cho mọi người đây. 34. T34 chúng mình sẽ đến với Kelo Jeans. T34 Kelo Jeans. Bụng 84 dài 105 và ống 19. T34 ạ. Bụng 84 dài 105 và ống 19. Con này về màu quần cũng khá là bụi bặm đây mọi người. Khá là bụi bặm với những form màu quần như thế này. Với mã là mã T34. Ai thích những màu quần và thiết kế quần như thế này mình nghĩ là chốt luôn. Đây nhá. Thông số thì mình đã đọc rồi ạ. Con này đẹp. Đẹp thật đấy. Chất bó dày dặn, gấu quần còn nguyên này. T34, 35. T35 chúng mình sẽ đến với H&M. Đây mọi người, T35 chúng mình sẽ có H&M. Hàng Make in Cambodia nha. Bụng 84 dài 101 và ống chúng ta có sẽ là 15 này. Bụng 84 dài 101 và ống là 15, xanh đậm của H&M. Chốt luôn còn gì phân vân gì nữa. Bụng 84 nhá. Form quá đẹp rồi. Với mã là mã T35 giúp mình, hãng lớn. Quần bò mềm của H&M nha mọi người. Gấu phần phía dưới này cũng còn nguyên giúp mình nhá. 36. T36 chúng mình sẽ đến với một thương hiệu gọi là anh em với nhà Uniqlo. Chúng mình sẽ đến với Top Teen. Đây, làm khá là giống nhau về cái phần thương hiệu mà basic, đơn giản, nhẹ nhàng của Top Teen luôn này. Bụng 82 dài 89 và ống 15. Con này cũng là một em form nhỏ, có nghĩa là phần quần dạng, phần chiều dài quần sẽ hơi ngắn đấy mọi người. Form của Top Teen này. Đây, bụng là 82 dài 89 và ống chúng ta có sẽ là 15 nha. Vẫn tiếp tục là em form trơn, đơn giản, nhẹ nhàng và basic thôi. Với mã chúng ta có sẽ là mã T36. T36 của Top Teen ạ, gấu quần phía dưới đây ạ. Rất đẹp. 37. T37 chúng mình sẽ tiếp tục với vừa mới nhắc Uniqlo, sau chúng mình quay trở lại với Uniqlo tiếp nhá. T37 Uniqlo này. Bụng chúng ta có sẽ là 78 dài 96 và ống 16. Bụng 78 dài 96 và ống 16, chúng mình sẽ đến với Uniqlo. Uniqlo như mình đã nói thì nó sẽ có độ co giãn nhẹ trên mọi quần bò của nó. Quần sẽ ra xanh đậm, form trơn, khá là dễ mặc với những cái form như thế này luôn. Cái mã là mã T37 vẫn tiếp tục có độ co giãn nhẹ cho quần của mình nha. Gấu quần cho mọi người luôn này. Đây ạ. T37, 38. T38 tiếp tục Uniqlo tiếp. Con này cũng đẹp nhỉ. Đây. T38 Uniqlo tiếp này. Bụng 82 dài 98 và ống 16. Đây mọi người. Bụng 82 dài 98 và ống 16. Con này tiếp tục là form khá là đẹp cho mọi người luôn. Uniqlo thì đơn giản, nhẹ nhàng, basic đó. Nhưng mà nó đẹp, mọi người lên form cực kỳ đẹp luôn. T38 giúp mình nhá. Uniqlo này, gấu quần phía dưới luôn này. Đây, T38, 39 đi. T39 chúng mình sẽ có một em đến từ là cái con hàng Hàn lúc nãy mọi người. Cái con mà đầy đủ tem tác như thế này này mà không thấy tên thương hiệu đâu ấy. Mình vẫn lên cho mọi người thêm một con như vậy đấy nhá. Bụng 84 dài 100 và ống 17. Đây ạ. Bụng 84 dài 100 và ống 17. Form của nó khá là giống form của Uniqlo đấy. Nhưng mà lại không thấy cái tên thương hiệu đâu để mà đọc chứ. Với con này sẽ là mã T39 giúp mình nhá. T39 này, đẹp thế này cơ mà. Quan trọng là quần nó ngon mà rẻ. Đây, cái này thì là do người ta sắm này cho mọi người. Mình thích thì mình thả ra thôi chứ gấu quần chả vấn đề gì cả. 40. T40. Đây như mình lúc nói lên lúc nào cũng sẽ có thương hiệu này. Bang Bang Jean với T40. Tiếp tục là bò mềm của Bang Bang. Con này bụng 80 dài 105 và ống 18. Đây ạ. Bụng 80 dài 105 và ống chúng ta có sẽ là 18 đến với Bang Bang Jean. T40 giúp mình nha. Bò mềm. Đẹp chưa? Form này lên người thì gọi là hết nước chấm. Với T40. Gấu quần phía dưới này. Hết rồi ạ. Và T40 cũng là mã cuối cùng kết thúc clip của chúng ta vào tối hôm nay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Và nhớ săn sale vào clip trưa mai nhé. Bye bye.